Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang làm trưởng ban kinh tế trung ương. Theo báo điện tử Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, chiều ngày 21 tháng 8, tại trụ sở Trung ương Đảng, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bộ Chính trị tổ chức lễ công bố quyết định về phân công Ủy viên Trung ương Đảng. Theo quyết định của Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang được điều động, phân công làm trưởng ban kinh tế trung ương. Ông Trần Lưu Quang, 57 tuổi, quê quán Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Ông là thạc sĩ quản lý công, kỹ sư cơ khí. Ông Quang là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11, dự khuyết 12-13, đại biểu Quốc hội khóa 14-15. Ông Trần Lưu Quang có thời gian dài công tác tại Tây Ninh. Từ chuyên viên Sở Kế hoạch và Đầu tư, ông Quang sau đó lần lượt kinh qua nhiều chức vụ quan trọng tại địa phương như trưởng phòng, phó ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, chủ tịch Ủy ban Nhân dân rồi bí thư huyện ủy Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, phó chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, bí thư tỉnh ủy, chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh. Đầu năm 2019, ông chuyển công tác về thành phố Hồ Chí Minh giữ chức phó bí thư thường trực Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Sau hơn 2 năm, vào năm 2021, ông được điều động về Hải Phòng, giữ chức bí thư Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2020-2025. Ngày 5 tháng 1 năm 2023, tại kỳ họp bất thường lần thứ 2 Quốc hội khóa 15, Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm ông Trần Lưu Quang giữ chức Phó Thủ tướng nhiệm kỳ 2021-2026.